Vâng, em xin chào các bác. Hôm nay là em là tiến hành đi khai thác cây tự nhiên. Đây em vào trong dân, đây là xóm làng, thôn quê, rất bình yên. Sao vậy? Ông đang gieo mạ ông ơi. Cháu vào cháu đi đào mấy cây, cháu đi tìm có cây nào làm bonsai. Vâng, cháu vào cháu tìm. Ủa, gieo mạ. Ông đang gieo mạ. Vâng. Em đi tìm cây bonsai để về chơi. Có cái gì đẹp không? Đây là trong vườn. À đây, bà ao xem có cái gì. Ừ, chặt đi rồi. Cái này không làm được. Cái này mẹ đẹp lắm. Không phải là cây chơi bonsai này. Cây này hình như cây thầm đen. Úi giời, được gốc cây tàu vò. Ôi thế nhưng mà chặt mất rồi. Chặt mất rồi. Cây to bằng ngón chân cái nhưng mà chặt mất rồi. Tiếc không? Cây tàu vò đây. Quả tàu vò các bạn. Nó không được rồi, đi tìm cái khác. Ồ, đây có cây săn thuyền đang có hoa. Cái này người ta có cho bán không? Người ta có bán không? Đúng là cái săn thuyền. Chắc người ta không bán. Chắc ở vườn trước thì không có gì. Lại vườn đằng sau. Chỗ là chỗ đi cho xem con đào. Vâng. Vác luôn đỏ đi. Lại vừa đằng sau có cái cây gì đẹp không? Khả năng là có đấy các bạn. Vì là vườn hoang này chắc chắn là có rồi. Ôi kia. Kia có cây rành rành. Đúng rồi, rành rành. Ta xem có đẹp không. Đúng cái rành rành không. Ôi đây rành rành đây rồi. Thế nhưng mà bé lắm các bạn. Được cái củ như bé. Cái này chơi đào không nào, trồng một cái lọ nhỏ quá, cây chơi dạng cây chơi để bàn đi cũng được, hơi bé tí, tí nữa quay lại nào tìm cái khác. Chắc là có ở đây xem. Đây có cái gốc gì đây không biết. Ồ đây rồi, cũng có cái gốc gì đây rồi. Để xem nào, chặt đi rồi. À, hình như cây dâu da. Đúng rồi. Cây dâu da các bạn. Xem cây này bệ rễ được không. Ồ được. Rồi cây củ các bạn. Đấy. Ồ, thế mà hay bác. Khả năng cây dâu da này được để hút ra. Lấy ra xong nào. Ồ. Được cây dâu da bẹ củ đẹp bác ơi. Chân bẹ đẹp lắm, trái đều. Này. Ồ, người ta cứ chặt đi rồi. Đúng rồi, cây dâu da rồi. Lá đây các bạn này.
Xem em thử đào cái này xem có đẹp không. Ô, mặt sẹo mặt súng có hết này, nhíp sẹo này. Cái này chơi bonsai mini đẹp hết bác. Cái này chân bẹ già đều lắm. Nếu em tiến hành em đào cái cây dâu da này xem nó như thế nào. Vâng, thế là em đào được một cây dâu da mọc tự nhiên. Quá đẹp bác ơi. Sao nó đẹp thế? Bẹ trái rất đều. Đấy. Cái rễ này tí em sẽ cắt đến đây đi. Đấy, để cho nó cân mấy cái rễ đằng sau này. Cái rễ xoắn đằng sau đẹp lắm. Đây là quắc với cái rễ xoắn này. Nó chạy ra đây. Nó cua ngược lại. Cái đầu cắt này tí em lấy cưa em cắt lại. Cắt côn lại cho nó vừa cái chậu. Rồi cái rễ nói này thì em chạy lên đây là nó cân với cái rễ đằng sau này. Cái này được cái củ đẹp. Cái này dễ đào lắm các bạn. Để nó trong vườn nó dễ đào. Rồi cái rễ cọc nó này ngập nước nó chết, nó ăn nó nói này nó không có rễ cọc. Đấy, mùi to à, đẹp. Đây được cái bẹ đẹp lắm. Này, cái trồng một cái chậu một người bê là vừa. Rồi. Còn cái cành này tay này tí em cắt đến đây đi để cho nó lấy cái chòi ra chỗ này, kiếm một cái chòi nó bắt buộc là phải lấy một cái chòi lấy ra đây. Đua đây. Còn cái cành chính này em cắt cao nhưng mà tí nữa đây này. Để lấy chòi. Cái này chắc mới chặt thôi, chắc chặt được hơn tháng này. Mùa rét này nó cũng chắc là nảy chậm nhưng mà ra mùa xuân thì không sợ. Đến đầu ra riêng này, cây cối bắt đầu thức dậy để đâm chồi này nọc đi, hết ngủ đông rồi. Ui, để máu dính các bạn ơi. Chắc là chỉ được 5 phân thôi. Bé này 5 phân bới trên mặt này tí thì chắc 2 phân rồi. Cây này yên tâm là ngoan rồi, bị đánh được cả bầu đất mà. Đẹp lắm. Cái dâu da này nuôi đẹp. Nó có sẹo ở đây nó nếp rồi, nếp hết sẹo rồi. Cũng được. Nói chung hôm nay đi tìm cây tự nhiên, khai thác cây tự nhiên không uổng công, tìm được cái cây dâu da đất ấy. Đất côn cây. Cái này sau này chơi bonsai một người bê là đẹp. Rồi, thế này tí tiến hành là em về cho nó em nó vào trong một cái chậu trồng. Đầu xuân năm mới thì được khai thác được cái dâu da đẹp. Đã trái đều. Đây, gốc vành được 40 rồi. Đẹp lắm. Đây là cái chỗ này nó được nhất là cái chỗ sẹo này. Đấy, cái rễ chạy ra đây, đằng sau có rễ nữa. Chạy ra đây. Đây này, chậu trồng vào cái chậu hình chữ nhật.